preview. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Rollo Việt Nam và mình là Dương Dê. Hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn một cái mẫu xe màu trắng, xe tay ga, nhìn rất đẹp mắt, phân khối chỉ là 50 phân khối thôi. Mẫu xe Diamond 50 phân khối mà các bạn đi không cần phải bằng lái xe hoặc không đủ tuổi để thi bằng lái xe, các bạn vẫn có thể lái được mẫu xe này. Mẫu xe này có điểm gì đặc biệt thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Bình thường đối với một mẫu xe ga thì cái điều đầu tiên mà mình thường review tới đó là cái tính tiện dụng của mẫu xe ga. Đấy, tuy nhiên là đối với mẫu xe này thì thực sự là cái ngoại hình của nó khiến cho mình bắt mắt hơn rất là nhiều. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là cái cụm đèn full LED của nó này. Đèn phía trước nhá, chúng ta sẽ có một cái giải đề mi LED hình tròn bao quanh cái đèn chiếu sáng như thế này, nhìn khá là đẹp. Chúng ta sẽ có đèn LED ở phía trong này, là đèn LED 2 tầng luôn. Đây là một cái phong cách thiết kế của những mẫu xe đắt tiền và rất là cao cấp. Đấy, chúng ta cũng sẽ có đèn xi nhan ở hai bên như này. Đấy, và đèn xi nhan nó nối liền vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Cách thiết kế này khiến chúng ta cảm thấy là rất là ấn tượng. Và thêm một cái điểm nữa mình cảm thấy ấn tượng không kém, đó là cái phần mặt nạ này. Khi mà các bạn lưu thông vào ban đêm ý, nó sẽ có những họa tiết LED hình tổ ong hiển thị lên, giúp cho cái xe của bạn rất dễ dàng nhận biết đi trong bóng tối. Và khi mà nhìn vào mẫu xe này, người ta sẽ nói là à, đây rồi, Diamond 50 phân khối. Đấy, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có bộ đèn LED hậu ở phía sau, nhìn cũng khá là đẹp. Chúng ta sẽ có 2 tầng luôn, 2 tầng LED đèn hậu, và có cả 2 tầng đèn đề mi màu trắng, những giải màu trắng này. Đấy, tạo nên cái điểm nhấn rất là rõ rệt cho cái sản phẩm này. Đấy, và đèn xi nhan cũng là đèn LED luôn, và toàn bộ cái cụm này nó nối liền với nhau. Thế tuy nhiên là có một điểm mà mình cảm thấy là chưa nghi lắm, đó là cái phần đèn này nó đặt hơi thấp. Đấy, hơi thấp thì có thể là đi vào ban đêm chúng ta quan sát nó sẽ không được rõ ràng cho lắm. Đấy, còn cái mẫu xe này thì có một cái sự kết hợp giữa màu đen và màu trắng như này. Đấy, tạo nên cái sự tương phản và nhìn cái chiếc xe của chúng ta nó trở nên đẹp mắt và cá tính hơn. Bây giờ thì mình mới nói về cái tính tiện dụng của một cái mẫu xe 50 phân khối theo kiểu dáng xe ga như này. Tính tiện dụng đầu tiên đó là khi chúng ta đi vào trời mưa, đặc biệt là thời tiết mùa đông mùa xuân ở Hà Nội bây giờ trời mưa phùn rất là nhiều, đường rất là bẩn, chúng ta đi sẽ không sợ bị bắn bùn lên giày. Đấy, những bạn nào mà hay đi những đôi sneaker đắt tiền, chúng ta sẽ cần để ý đến điều này. Đấy, tiếp theo nữa là mình là một người cũng khá là cao to, chứ mình ngồi lên đây cái chỗ để chân vẫn rất là rộng rãi này. Đấy, giờ là có thể thay đổi được tư thế để chân. Rồi chúng ta cũng sẽ có những móc treo đồ ở đây để chị em có thể đi chợ treo được nhiều đồ hơn. Và đặc biệt nữa là nó có một cái cốp phụ rất là rộng. Cốp phụ này chúng ta có thể để được vào đây là ví này. Đấy, để vào đây điện thoại rất là thoải mái. Và nó có hai bên luôn nhá, hai bên này thì nối liền với nhau luôn. Bình thường những cái mẫu xe của Honda, ví dụ như là Honda Vision mà vợ mình đang đi bây giờ, thì nó chỉ có một bên thôi. Đấy, nhưng mà cái mẫu xe này thì nó có hai bên luôn. Đấy, đấy chính là tính tiện dụng đấy. Và thêm một điểm tiện dụng nữa, đó là cái mẫu xe này nó có luôn một cái cổng sạc ở đây nữa này. Rất là hay luôn. Đa phần những cái mẫu xe ở trên thị trường bây giờ, đặc biệt là xe ga 50 phân khối, thì hiếm cũng có mẫu xe nào có cổng sạc luôn ở đây. Đấy, chúng ta có thể cắm một cái cổng sạc ở đây để sạc cho điện thoại. Cũng là một cái điểm rất là tiện lợi. Và một cái điểm tiện lợi nữa đó là chúng ta có thể mở khóa được luôn này. Mở yên được luôn ngay trên cái chìa khóa này. Và khi mở yên ra thì chúng ta có thể thấy là cái cốp của cái mẫu xe này tương đối là rộng. Rộng ở đây là xét ở trên tham chiếu một cái mẫu xe 50 phân khối thôi. Đấy, chúng ta có thể để được một cái mũ bảo hiểm 3/4 vào đây, có thể để được iPad, rồi để được ví, túi xách các thứ thoải mái vào đây nhá. Đấy, và ở đây bên trong này chúng ta cũng sẽ có nắp bình xăng luôn. Với một cái mẫu xe 50 phân khối thì tiêu thụ nhiên liệu cũng rất là tiết kiệm thôi, chỉ loanh quanh tầm khoảng 1,5 lít trên 100 cây thôi. Nghĩa là nếu mà đổ đầy bình xăng thì chúng ta hoàn toàn có thể đi trong vòng khoảng 1 tuần, không cần phải lo lắng đến chuyện là hết xăng. Và có một cái điểm nữa, đấy là bô
thì sẽ là bô chống bỏng luôn. Và cũng có những họa tiết chấm bi như này đấy, để tạo nên điểm nhấn cho cái bô. Và một cái điểm thực dụng nữa của mẫu xe này các bạn nhìn này, đó chính là cái để chân ở phía sau, chúng ta chỉ việc đá vào như này là để chân nó đã bật ra rồi. Rất là hay luôn đúng không nào? Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, bây giờ thậm chí là nhiều mẫu xe đắt tiền là chưa chắc được trang bị cái này đâu. Còn lại thì toàn bộ cái phần nhựa ở trên mẫu xe này thì đều là như ABS cả. Và như ABS thì các bạn biết rồi đấy, nó cho nó một độ đàn hồi rất là cao. Và khi chúng ta đập vào cái thành xe này, chúng ta sẽ cảm thấy là cái xe này nó làm hoàn thiện rất là chắc chắn. Đó, phần nước sơn cũng vậy. Nước sơn này thì là nước sơn nó sẽ chống bay màu theo thời gian. Nghĩa là nếu các bạn đi xe lâu thì cũng không phải lo lắng đến chuyện là xe nó bị bạc màu hay là bị ố vàng các thứ đâu. Đó, phần gương thì mình thấy là cách thiết kế phần gương này khá là giống Airblade. Nó sẽ là cái phần gương hình lục giác như này. Tuy nhiên là phần gương này hơi nhỏ này, nên thành ra mình đôi khi mình muốn nhìn ở phía sau cũng khó hơn. Nhưng mà mình thấy là nhiều bạn thì đi xe máy các bạn cũng không quá quan tâm đến cái gương lắm đâu. Đấy rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về bánh xe thì sao. Ở đây thì đều là mâm đúc hết nha các bạn nhé, mâm hợp kim đúc và được sơn đen. Đấy, còn lốp thì là lốp không xăm, lốp béo. Lốp không xăm thì sẽ giúp cho các bạn đi nó sẽ an toàn hơn, đặc biệt là nếu mà bị dính đinh ý, thì cũng sẽ đỡ nguy hiểm hơn là lốp có xăm. Và giả sử như là dính đinh mà chưa bị hết hơi ngay, chúng ta hoàn toàn có thể đi được một vài cây nữa để đi đến địa điểm vá xăm. Đấy, thì như thế là một cái điểm rất là tốt. Đấy, tay xách cũng vậy, chúng ta cầm vào đây khá là chắc chắn. Còn trong quá trình vận hành cái mẫu xe 50 phân khối này thì mình cũng sẽ nói luôn, đấy là đi xe 50 phân khối thì chúng ta sẽ không thể nào mà phóng nhanh vượt ẩu được. Đấy, chúng ta sẽ đi bình tĩnh thôi, đi chậm rãi thôi. Đấy, và nếu chúng ta chở hai người thì nó sẽ hơi khó khăn hơn là những mẫu xe trên 50 phân khối. Đấy, tuy nhiên chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được ở một mẫu xe 50 phân khối như này. Cái mà chúng ta cần đó là tiết kiệm nhiên liệu và không cần vòng lái xe. Và tất cả những cái mẫu xe Diamond 50 phân khối này thì đều có rất là nhiều màu sắc luôn. Và các bạn muốn biết những màu sắc như thế nào thì bạn cứ đến trực tiếp những cửa hàng của Rolo Việt Nam để trải nghiệm sản phẩm cũng như là lái thử xe. Đó, và tất cả những thông tin chi tiết về cái mẫu xe này các bạn có thể truy cập trực tiếp, đường link mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này, để vào website của Rolo Việt Nam để biết thêm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.